Đến với homestay bungalow ở đảo bé An Bình, du khách đang tận hưởng một không gian yên tĩnh với trời xanh lộng gió. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà nhiều du khách có được khi chọn đảo bé là điểm đến cho chuyến du lịch của mình. Đến đảo bé ở homestay này thì mình thấy những cái nhà sàn này nó rất là thân thiện với môi trường và mình rất là thích thú. Nếu có dịp thì mình sẽ cùng gia đình mình đến đây một lần nữa để chiêm nghiệm cái vẻ đẹp ở đây. Biển ở đây thì rất là trong, không có một xíu rác nào luôn. Kiến trúc thiết kế, công năng của các bungalow ở đảo bé tuy không thể sánh với các bungalow ở các hòn đảo du lịch khác, nhưng với môi trường du lịch biển hoang sơ, an toàn, các bungalow tại đảo bé đã đem đến cho du khách những nét khác biệt mới. Đến với những hòn đảo mà hoang sơ này thì du khách chúng tôi lại rất thích cảm nhận ở những cái mà chòi tranh vách lá như này. Nó có mang một nét gì đó mà nó gợi nhớ lại một cái tuổi thơ từ ngày xưa. Đảo bé An Bình có hơn 10 homestay được thiết kế kiểu nhà sàn bungalow với các nguyên vật liệu chủ yếu từ thiên nhiên như gỗ, tre, nứa, lá. Đặc biệt tất cả các bungalow đều cạnh biển để du khách có thể tận hưởng những làn gió mát thổi vào từ biển khơi, ngắm những con sóng đại dương và những bờ cát trắng. Những căn nhà bungalow view biển như thế này thì thu hút rất là nhiều sự chú ý của các bạn trẻ, những bạn vừa đi du lịch nhưng mà vẫn mang tâm thế là sẽ bảo vệ môi trường, hướng tới những cái gì đó mà thân thiện với môi trường. Đối với du khách thích trải nghiệm du lịch hoang sơ nhưng vẫn trong tâm thế bảo vệ môi trường, thì loại hình du lịch bungalow ở đảo bé là điểm đến ấn tượng và hấp dẫn.